À, vâng, sớm em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bắt ong rừng. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố hàng Trung Quốc anh nhá. Như thấy trên hình đây, mặt nạ đằng trước anh nhá và cái quạt nó đi xe kèm sẵn cho các bác ở đây rồi. Đấy, các bác về các bác kiếm quả pin dự phòng các bác cắm vào quạt sẽ quay không nhá. Đấy, như thấy trên hình đây, một cái mẫu có mặt nạ đằng trước. Đấy, bộ này thì an toàn tuyệt đối 100%, không bao sợ ong đái vào mặt anh nhá. À, và hai ô thoáng ở hai bên tai. Đấy nhá. Và đằng sau này cũng có một ô thoáng sau gáy này và một ô sáng sau dưới trên lưng này và một ô sáng to ở sau lưng anh nhá. Bộ này vải bò vải bố hàng cao cấp anh nhá. Đấy, nên là anh em yên tâm, bộ này ong không thể đốt được, nặng 3 cân nhá. Găng tay liền anh em nhá, găng tay của nó găng tay màu cam sần sùi để anh em trèo cây dễ dàng anh nhá. Và bộ này thì như thấy là nó sẽ có một cái ủng ngắn, ủng màu đen linh hoạt cho anh em trèo cây. Có hai size duy nhất thôi nhá, 1m85 và 1m95 để phục vụ anh em. Các bác cứ dưới 1m, trên 1m7 thì các bác lấy 1m95. Còn một dưới 1m7 thì các bác lấy một dưới 1m7 thì các bác lấy 1m85 thôi nhá. Đấy. Có tấm khóa rất là chắc chắn nhá. Đấy. Tấm khóa và một cái khóa to ở đây nhá. Đấy. Khóa to ở đây. Đấy các bác nhá. Đấy. Bộ này thì ở trong này thì các bác có thể lắp thêm hai quạt nữa nhá. Đấy, lắp thêm hai quạt nữa thì các bác muốn mà có nhu cầu lắp quạt thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Bên em sẽ lắp quạt và báo giá công khai cho anh em nhé. Bộ này em đang còn khoảng độ mấy bộ nên là các bác nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Bên em giảm giá kịch sàn và thanh lý để sang năm mua mẫu và các bác sang năm em sẽ lên mẫu khác anh nhé. Nên là em thanh lý giá còn bao nhiêu? Giá chỉ còn 1.300.000 đồng anh em nhé, 1.300.000 đồng. Các bác không nghe nhầm, miễn phí ra hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Đấy, đảm bảo các bác bắt được tất cả các loại ong luôn, ong gì cũng bắt được nhá, ong dưới đất, ong trên cây, ong bò vẽ, ong khoái đều đất bắt được anh em nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Đấy, các bác nào đang quan tâm về cái bộ quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố này thì có thể liên hệ trực tiếp với nhá để đặt hàng đây nhá. Ngoài cung cấp cái mẫu này thì bên em còn cung cấp tất cả các dòng quần áo từ hàng rẻ tiền đến hàng cao cấp anh em nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết anh em nhé. Xin chào anh em ạ.